Trong video ngày hôm nay, Sàn Kế Toán giới thiệu đến bạn biên bản nghiệm thu tiếng Anh. Mời các bạn cùng đón xem. Company name logo. Company name logo. Tên công ty. Asset management regulations. Asset management regulations. Quy định quản lý tài sản. Code. Code. Mã tài liệu. Version. Version. Phiên bản. Date of issues. Date of issues. Ngày ban hành. Minutes of installation and acceptance of assets. Minutes of installation and acceptance of assets. Biên bản lắp đặt và nghiệm thu tài sản. Dated. Dated. Hôm nay. Two parties include.